Xin kính chào anh chị nhà đầu tư đang quay trở lại với video trên kênh Điện Thoại Tinh Ninh. Sau thời gian vắng bóng vài ngày thì ngày hôm nay lại có hàng hot nhà đẹp nằm ở vị trí khu vực trung tâm của thị xã Hòa Thành để gửi đến anh chị nhà đầu tư cũng như là cô chú anh chị đang tìm nhà để an cư, một khu vực phát triển thuộc tỉnh Tây Ninh. Căn nhà của mình tọa lạc tại ấp Trường Phước, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, nằm vị thế mặt tiền đường lớn và cách chợ Long Hoa chỉ khoảng độ một cây số thôi nha anh chị. Đây là những cái tuyến đường trước căn nhà của mình nè. Hướng này là ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, chỉ khoảng độ qua 300m thôi nha anh chị, rất là gần luôn. Và khu xóm đông dân cư, quy hoạch bàn cờ chuẩn đẹp. Nhà và đất ngày hôm nay là full thổ cư 100%. Đây là cái hình bên ngoài của căn nhà mình nè anh chị. Còn hướng này là đường 10m để dẫn thẳng ra đường Nguyễn Văn Linh. Còn đây là cũng đường 10m đường đất, sắp tới sẽ lên nhựa trước căn nhà của mình. Đó anh chị, khung cảnh xung quanh trước và sau căn nhà của mình. Thì trước khi review, em sẽ cho anh chị xem được cuốn sổ hồng của căn nhà ngày hôm nay ha. Em xin thông báo tình trạng của cuốn sổ của căn nhà ngày hôm nay. Hiện tại đang nằm ngân hàng, chủ thì đang cần kêu bán gấp để thu hồi vốn. Và ngoài ra thì chủ có khả năng tự lấy sổ để trước cái ngày công chứng sang tên cho anh chị. Quay lại vấn đề cuốn sổ nè, thì vị trí căn nhà và đất của mình nằm tại ấp Trường Phước, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích sử dụng đất là 206,6 m², toàn bộ là đất thổ cư 100%. Về hình dạng thửa đất mà căn nhà của mình đang xây dựng ở trên đó là bề ngang là 7,5 m, dài xuống là 28,5 m, mặt hậu là 7,5 m. Thì mặt tiền đất của mình là con đường 10m. Ngoài ra ở phía bên sau thì cũng có cái lộ 4 thước là mỗi bên sử dụng 2m nha anh chị. Còn vỏn vẹn trong cuốn sổ của mình đã trừ hết đường trước và đường sau là 28,5 m. Tổng 100% thổ cư, em xin nhắc lại vấn đề đó. Và hướng căn nhà ngày hôm nay là hướng Tây Nam. Đó là về phần sổ sách giấy tờ. Bây giờ review thực tế căn nhà nè. Mặt tiền căn nhà rất đẹp và thẩm mỹ ha anh chị. Bề ngang từ vị trí này sang phải là 7,5 m, dài xuống 28,5 m, mặt hậu 7,5 m, và cạnh này lên là 28,5 m. Thoạt đầu tiên khi mình nhìn vào cái mặt tiền căn nhà thì anh chị thấy được hai cốc cột nè. Ngoài ra là cái phần dưới để xây ra cũng kè đá luôn, trồng những cây cảnh rất là đẹp và thẩm mỹ ha. Màu sắc rất là bắt mắt, cũng không kém phần kiên cố. Ở đây thì gạch vỉa hè để làm cái đường dẫn vào bên trong cái sân nhà ha. Đấy, hai gốc cột được lát đá hết luôn ha anh chị. Cổng rào thì sơn màu trắng, đi chỉ ở phía trên. Đây là cái view đầu tiên của căn nhà mình nè. Thì bên hông đây cũng còn khoảng được 1,5 m để dẫn cái hành lang đi lên đi xuống. Trong đây thì được trồng những cây phú quý nè. Đấy. Và cái nền thì được lát gạch nhám để xe ha. Ở trên thì là mái che bằng sắt làm hết ở khuôn viên trước luôn, để che mưa che nắng cũng như là tạo cái không khí thoáng mát của căn nhà. Đấy, mặt dựng rất đẹp ha anh chị. Cái màu thì màu kem sữa nè. Đấy. Bậc tam cấp đi lên. Nền gạch bông nhám để đi chống trơn trượt. Ở trên đây thì là trần lau phông thạch cao và đèn led. Bên hông đây thì có một cái chỗ để trồng hoa. Và ở đây thì có thể gắn thêm một bóng đèn led để căn nhà của mình thêm lung linh hơn. Cái view để nhìn bên hông, cái đường dẫn để ra đường Nguyễn Văn Linh anh chị. Toàn bộ cái cổng rào phía trước này được lát đá từ ở dưới chân lên đến cái trụ luôn ha anh chị. Đây, phần ăn điểm nhất của căn nhà ngày hôm nay là phòng khách rồi. Không gian này thì 20m², trần lau phông thạch cao, đèn led. Tường thì được dán giấy dán tường rất là đẹp. Ngoài ra khuôn viên bên đây thì được dán giấy dán tường cũng như là đi những cái đường chỉ. Nhìn vào thì không kém phần sang trọng và đẳng cấp như khách sạn. Đây, em quay cận cảnh cho anh chị xem nè. Cái này thì cũng rất là kỳ công ha. Để cái khuôn viên phòng khách của mình vào là thấy thoải mái rồi, rất là đẹp luôn. Đấy. Ở trong đây thì có một cái bàn gỗ và một bộ salon. Đi những cái đường chỉ lên khoảng độ 1m nè. Tường thì lăn bê toàn bộ ha. Có những cái bộ rèm rất là đẹp luôn, phù hợp với cái gam màu của căn nhà. Đây là cái view phía trước
của căn nhà mình. Cây xanh kết hợp vào thì cảm giác căn nhà của mình đẹp và thoải mái nữa anh chị. Vẫn cho anh chị xem lại cái phần bên đây. Một bộ salon và một cái bàn gỗ để tivi. Không gian phòng khách này thì không có gì để chê rồi. Đấy, diện tích là 20 mét vuông. Đây có một cái bàn gỗ để tivi nè anh chị. Thì cái phần này từ bàn gỗ nè cho đến bộ salon thì chủ sẽ để lại toàn bộ cho mình ha. Tiếp tục thì mình sẽ đi xuống cái không gian ba phòng ngủ và tiếp tục đó là cái bếp và toilet ha. Cái hành lang này dẫn xuống thì cái bề ngang của nó cũng khoảng độ 1,6 m, cũng đi được đường viền chỉ ở trên tường. Một phòng ngủ, hai phòng ngủ và ba phòng ngủ. Cửa thì là cửa gỗ ha anh chị. Đấy, đường chỉ đi hai bên này, em đang chỉ tay. Ở trên thì được gắn hệ thống đèn LED, những ô vuông tạo kiểu cách rất là đẹp ha. Cũng có cửa sổ đối diện với các căn phòng ngủ này luôn. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên nè, cửa gỗ. Đấy, trong đây cũng rất là sang trọng và đẳng cấp ha. Giấy dán tường toàn bộ nè, giường và tủ trang điểm, tường được dán giấy hết luôn, và trần lau phông thạch cao, đèn led, máy lạnh. Thì ở trong đây chủ sẽ để lại cho mình toàn bộ nội thất trong đây ha. Đấy, giường nằm này cũng rất là đắt tiền, và tủ trang điểm. Ngoài ra thì có một cái máy lạnh ở phía trên nữa. Rồi, đó là phòng ngủ đầu tiên. Qua phòng ngủ thứ hai thì nó cũng sẽ đơn giản hơn, diện tích thì cũng khoảng độ 12 mét vuông anh chị. Cũng đã có giấy dán tường toàn bộ. Trên đây thì là lau phông tôn lạnh anh chị. Cũng có chừa một số lỗ để mình có thể gắn hệ thống máy lạnh cho cái căn phòng này. Đấy, bên trong này thì cũng không có gì. Và đặc biệt thì cái cửa đi vào là cửa gỗ ha. Rồi, tiếp tục mình sẽ sang cái căn phòng ngủ thứ ba. Căn phòng ngủ này thì để đồ cá nhân của chủ, thì trong đây là chủ sẽ lấy đi hết anh chị. Trong đây không có đồ đạc nào mà chủ để lại hết, đây là đồ riêng tư cá nhân. Đấy, trên đây thì cũng trần lau phông tôn lạnh luôn. Rồi, vừa rồi là mình đã đi qua được một cái phòng khách với diện tích 20 mét vuông, ba phòng ngủ, mỗi phòng diện tích 12 mét vuông, hành lang chuẩn đẹp, hệ thống đèn led đi quanh nhà luôn ha. Ánh sáng phối hợp rất là hài hòa trong căn nhà. Bây giờ mình đi xuống cái không gian bếp và chỗ khu vực ăn uống cũng như là toilet ha. Đây là cái bếp của mình anh chị. Và cái cửa mạch để thông ra bên hông đi lên đi xuống nè. Đấy, rất là sáng luôn ha. Ở trên thì có kệ tủ, ở dưới thì là kệ bếp được lát gạch toàn bộ. Cái bàn ăn này thì chủ sẽ lấy đi ha anh chị. Đấy, cái đồ nào mà em báo là chủ để lại rất là rõ trong video clip, cái nào chủ lấy đi, nên anh chị cũng nắm rõ thông tin ha. Ở đây thì rất là thẩm mỹ luôn, có một cái hệ thống vách ngăn giữa cái toilet và khu vực bàn ăn của mình. Ở trên thì trần lau phông thạch cao, toilet nó nằm bên đây ha anh chị. Đây, bên đây còn một khoảng không đi vào vào quẹo bên trái. Diện tích toilet này là khoảng 1,5 m², có lavabo, bồn cầu, kính, cửa thông khí. Ở trên thì là hệ thống lau phông tôn lạnh, gạch thì là lát lên đến tận nóc, vòi sen và vòi xả nè. Đấy, rồi đó là cái toilet của căn nhà mình ngày hôm nay. Cho anh chị xem lại hệ thống bếp của căn nhà nè, cũng như là không gian sinh hoạt để nấu ăn và ăn uống của gia đình. Mọi thứ rất là chỉnh chu và đẹp ha. Đó, trần lau phông thạch cao toàn bộ và có hệ thống đèn led luôn. Không gian ánh sáng là nó luôn luôn xuyên suốt trong căn nhà của mình và thoáng đãng ha. Bước ra là thấy những cái bông hoa ở bờ rào. Đây là cái hành lang để dẫn lên phía trước. Rồi, mình sẽ đi xuống khu vực cuối cùng của căn nhà là khu vực để giặt giũ cũng như là phơi đồ và để những cái đồ đạc riêng tư cá nhân ở phía sau đây. Cái bề ngang của khu vực này cũng vẫn là 7,5 m ha. Đấy, ở trên thì cũng đã là một cái mái che bằng sắt và hàng rào chuẩn hết anh chị. Nhà thì chủ báo là bao tranh chấp luôn, diện tích rõ ràng. Đó đó là tổng thể thông tin
về cái căn nhà ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu đến anh chị nhà đầu tư, cũng như là anh chị đang có nhu cầu tìm nhà ở vị trí gần chợ Long Hoa để ở. Và vị trí của mình di chuyển về chợ Long Hoa là khoảng một cây số, di chuyển về chùa Tổ Thánh là khoảng một cây rưỡi. Khu vực này thì đầy đủ tất cả các tiện ích cần thiết cho nhu cầu cuộc sống, từ điện đường trường trạm và những cái chợ lớn cũng như là trung tâm thương mại ở khu vực này. Đấy, cho anh chị xem lại một vòng ở khu vực này nữa nè. Anh chị nào thích video này cũng như là thích căn nhà này, xin liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình là 098 18 77 139 để đi xem nhà ngay, gặp ngay chính chủ để chốt ha. Không gian phòng khách. Và bây giờ thì bắt đầu từ vị trí căn nhà của mình, em sẽ đưa anh chị về khu vực của trung tâm thị xã Hòa Thành, xem mức độ dân cư và tốc độ phát triển như thế nào ha. Đây, lên con đường nhựa này, mình sẽ quẹo sang phải và chạy thêm khoảng độ 300 m là ra ngay đường Nguyễn Văn Linh, là một trong những tuyến đường đắt giá nhất nhì của thị xã Hòa Thành luôn nha anh chị. Đó, xe cộ đang chạy qua chạy lại, đây là đường Nguyễn Văn Linh nè. Quẹo phải là về xã Trường Hòa cũng như là cái hướng để cũng để đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn quẹo trái là về ngay ngã tư Long Thành Bắc và về ngay công viên Hòa Thành, trung tâm hành chính của thị xã Hòa Thành cũng như là chợ Long Hoa. Thì cái giá ngày hôm nay mà chủ đang kêu bán toàn bộ căn nhà này với cái giá trị là 2 tỷ 150 triệu. Giá này thì chỉ còn thương lượng giấy tờ nữa thôi anh chị. Đấy, em báo thông tin chính xác từ chủ để anh chị quyết định đi xem nhà cho đỡ mất thời gian. Xin nhắc lại thông tin căn nhà của mình nằm tại ấp Trường Phước, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, ngang 7,5 m, dài vô 28 năm, 100% là đất thổ cư, nhà chuẩn đẹp, để lại một số đồ nội thất cho mình. Giá ra đi là 2 tỷ 150 triệu. Đây là ngã tư Long Thành Bắc nè anh chị. Hướng này là về ngay cửa 7 chùa Tổ Thánh. Con đường này là con đường An Dương Vương, nó liền đường Trần Phú ha. Và đây là một trong những cái con đường đang rất là hot, thị trường giao dịch bất động sản đang rất là nhiều ở khu vực này ha anh chị. Tại con đường nó đang lên nhựa gần hoàn tất rồi và diện tích mặt đường rất là lớn. Rồi, tiếp tục mình sẽ di chuyển đến cái khu vực này là ngay công viên của Hòa Thành. Nơi đây thì nếu anh chị quẹo sang phải á, là về ngay cửa Sáu Chùa Tổ Thánh Tây Ninh. Đây, hướng này nè anh chị. Đây là đường Nguyễn Huệ nè, rất là đẹp ha. Đây là công viên Hòa Thành nè anh chị, chạy chỉ còn khoảng độ 200-300 m nữa thôi là về ngay trung tâm hành chính rồi. Đấy, khu vực này là khu vực bắt đầu nối liền của chợ Long Hoa rồi anh chị. Trước mặt của mình là trung tâm hành chính của thị xã Hòa Thành. Vòng xoay này là vòng xoay Bá Quốc Từ ha. Đây là chợ Long Hoa nè anh chị, đường Hùng Vương. Đấy, đây là cơ quan một cửa hành chính, nơi làm giấy tờ nhà đất cũng như là mua bán giao dịch các loại bất động sản, xe cộ ha. Cổng công viên của thị xã Hòa Thành rất là gần đúng không anh chị, điện máy xanh. Thì đến đây em xin kết thúc video. Anh chị nào có nhu cầu mua căn nhà này xin liên hệ với em qua số điện thoại là 098 18 77 139 để đi xem nhà và gặp ngay chính chủ. Anh chị cũng không quên là nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận những video mới nhất sớm nhất mà em vừa đăng trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh.